Hey yo, what's up? Backstage Battle Rap. My check. Man, rap rap tap tap, tôi nghe một cú tức cơ. Here we go now. Hey, lần đầu tiên chào toàn thể quý vị trong nước và hải ngoại. Từ đây là vũ đang trên hành trình đi từ số công đến vĩ đại. Chuyển hóa những giấc mơ thành hiện thực khi nó còn hoang dại. Đến với Backstage chỉ mong một ngày tụi mày có thể cùng tao hai quay trở lại với thực tại. Có đôi điều cần phát biểu. Thời bây giờ trên mạng ai ai cũng tự xưng mình là rap. Vì về rap thì đúng là ngáo ngơ. Mấy thằng cũng nít đèn không tốt thích để tao trên sắc bằng cyber. Ngôn từ cũ đích tư duy cũ xưa cũng muốn học đòi làm rapper. Motherfucker, tao muốn nghe thứ gì đó mới. Đừng làm bấm được vài ba lên rồi vô đây làm dân chơi hết hơi. Vì bốn bước trên hay dân dạy chơi. Không thích chơi kiểu nữa vời. Vì tao vẫn chấp chấp làm gì cơi. Sự gia dành cho những người có tài man. Chẳng cho tới lâu mà đi rơi xa. Chỗ này không phải là để tao hài chém. Là ai thì sao đến ta sẽ rõ nha.